Ông mua cây này bao nhiêu đấy? Vừa nửa tỷ. Cháu vừa xem đang định ra hỏi mà. Vừa mới đi ở đầu kia. Ra gửi xe cái lên đây là 500 bác có lấy rồi. Cây này duyên dáng đấy nhỉ. Duyên dáng. Nhỏ mà bệ được đấy. Vừa nãy nghe thấy đi gửi xe cái vòng đây. Mày cũng mê cây à? Vâng. Hôm nào cũng ra. Nhà đâu? Tận thạch thất cơ. Có chơi cây cảnh không? Có, nhiều. Chuẩn bị thạch thất à? Thạch thất chỗ nào? Thạch thất gần nhau ngõ. Gần nhau ngõ à? Lần này có đi triển lãm Đan Phượng không? À, cháu bận đi làm không đi được. Làm ở đâu? Làm tận Hoàng Quốc Việt. Nhà chơi nhiều cây không? Cũng khá khá. Mẫu cây đấy. Rồi. Mày có bút đây không? Cháu chuyên cây với lại thường chơi ăn quả nhiều. Làm ăn quả, cây ăn quả là một sai ấy. Chú cho mày địa chỉ thì nữa mày vào chú nắm cây cảnh nhá. À thế à? Chú thận cây cảnh tí. Thế thì đi luôn. Đọc đi cháu. Đây, Tây Mỗ. Tây Mỗ nhưng mà cháu đang đi làm. Ừ. Lưu lại nào lưu rảnh nào xem. Đấy, chơi lại có dịp giao lưu rồi. Chơi giao lưu. Thường đâu mở cái ấy lên kia đã. Mở đi. Rồi. Ngày mai ngày kia ta chuyển cây đi thu quay. À chú đi triển lãm à? Ừ, nó mời. Cửa hắn to lắm. Ngoài 5 chưa có triển lãm. Không, lòng đáy triển lãm. Chú đọc cháu đi. 0912 186 334. Có chưa? 0912 186 334. Chú đã để quên điện thoại nhà đang làm. Không mang đi. Rồi, chú tên gì nhỉ? Chú bái cây cảnh. Bái cây cảnh. Chú nhưng mà mày biết Tây Mỗ không? Cháu biết. Cái về cái đến đầu làng mà hỏi chú bái cây cảnh, xin cây cảnh. Nhá. Đi ngay lối kia dễ vào đúng không? Ừ. Gần đây rồi. À, thế là nhà nhiều rồi đúng không? Ừ. Rồi, chú lại chuyên mili. Cháu gọi là bái mili. Cháu thích mili. Nhá. Đấy thì không nào chú vào. Tính năm đi anh ạ. Tao đi khắp chợ đấy, mỗi cái này đẹp quá mua. Mua cây quế. Cháu lượn đây này xong cháu ra kia gửi xe thế là vòng đi vòng xong lại rồi. Mấy vòng mãi không bán. Bé mà rất già. Nhỉ. Yeah. Cốt nó đẹp. Ừ. Cốt này đẹp. Đó đây gọi là phanh phanh rút cổ rụt. Mày biết cái xe máy Phúc Tăng nó phải rụt như này. Nó như khẩu mía nó xếp đây khẩu mía nhá. Đây là một khẩu mía này. Đây khẩu mía nó mới gọi là đẳng cấp. Chứ còn cái này mẹ loại dài như này là vứt đi. Cái đốt này này. Nó nhiều hiệu cao cổ. Ờ, nó gọi là rụt, phanh rút cổ rụt này đấy. Người giỏi là làm bộ tay nó phải rụt. Tất nhiên là nó mất thời gian gấp nhiều lần. Nó đảo như này nhá, xong lại đảo ở đây, xong lại đảo ở đây, nó cứ thế. Nó lắc mà nó chạy theo một cái trục song song này. Cây nó kỹ, cây nó kỹ. Này, nó như đốt mía khẩu mía này này, nó từ đây này. Mà đây lại có sẹo mới đẳng cấp này. Hai đây, cây này đẹp là củ nó dẹt. Nó đẹp. Bao giờ cây mỏng dẹt. Cắt giật tròn xấu. Bể xương gà khổ mía. Không bệ được. Cây này rất là duyên. Cây này chú khả năng chú bỏ tay đấy, đấy. Cắt đến đây. Đấy, cái đoạn đấy thì hơi ấy. Nó dài quá, nó xấu. Lấy cái mầm nuôi đây, nó chạy đấy. Làm đấy, cái tay này nó phải như tay này, đạt như tay này để mới đẳng cấp này. Thì lại hơi mất thời gian. Ờ, nó mất thời gian, mất một năm này. Một năm nữa. Tập trung nuôi vào cái mầm này. Cắt đi nuôi mầm. Chơi phải muốn chơi để chơi đẳng cấp mà thế. Muốn đẳng cấp thì phải chấp nhận. Tay này đẹp. Thôi rồi chào bác nhá. Ờ rồi, rồi. Hôm nào vào nhà chú chơi nhá. Nay mang lắm dầu tằm nhá. Nay phiên rằm vắng quá. Chào chú nhá. Xanh. Dầu tằm. Tùng cối. Thấy cây ấy thích nhưng mà thôi. Dịp khác. Mình ở đâu anh?
Thế mà trong ăn cảnh này, à, đây. Trong ngoài đứng ít gặp nhỉ? Hay là anh hay ngồi đằng này đó? Em hôm nay mang cây đi bàn, vì mọi khi em đi làm. À, thế em ít. Em ở nhà em thì làm thì chăm, thì hôm nay rảnh. Mấy bố mà hay ra chợ thì hôm nay không thấy đâu. Vâng, hôm nay chắc dầm được bạn, cổ bàn rồi. Nhà nhiều cây không anh? Em thì nhiều. Bác đọc cho em một số ấy. Thì em hay đi qua đấy. 01687. Rồi. 439806. Tên gì anh? Em tên Cung. Rồi. Có dịp mà anh em giao lưu cả nhỉ? Với cả nhà bác em có vườn mà. À, rồi. Vâng. Sang bên này cả. Đó. Các bác con nào đấm lưng không? Đấy, đấm lưng. Thích chưa? Thích lắm. Đây xem vừa nãy thấy có mấy cái cây la hán lục vực. Dân bột này. Đấy, lục vực này cũng được hả? May ít thì cứ quay một số cây thôi. Rành rành. Rành rành. Mình này còn hơi non. Nào chú Thủy. À, cái cổ cao quá, cắt mẹ cái cổ cái đi. Làm cây trực thẳng không phải lấy cái tay này thôi. Này chơi chán quá. Như hươu cao cổ. Cây tùng bao tiền đây chị ơi? Chị ơi. Cây tùng này bao nhiêu chị anh? Đây cũng được đặt chị anh. Đây kia. Cái kia triệu rưỡi. Cũng triệu rưỡi. Nhiều có cổ cũng triệu rưỡi. Đây là bao nhiêu? Anh mua được bao nhiêu nếu lấy cái hai cây nào bây giờ? Bây giờ thì em là vui rồi, bây giờ thì anh mua được bao nhiêu được nhỉ? Bán 2 cây hơn 1 triệu. Không mua được rồi. Đấy, anh nhớ không? Làm gì có cây 2 cây hơn 1 triệu. Chỉ lấy 1 triệu. Bây giờ anh mua bao nhiêu? Nói thế thì nói em giả đúng không? Bây giờ mua là giả là của anh chứ được cái em bán đầu cái thô chứ không phải là cái người đâu. Bây giờ ý anh là mua được bán cái đầu cái em bán đầu cái thô. Ổi này nhìn điệu phết đây này các bác. Ổi rất điệu đấy. Nhưng mà đấy, bệ được này. Ổi rất điệu. Có bệ này. Cả phụ tử. Phụ tử. Phụ tử. Từ đây. Đây con là hán này. Gốc rất to. Rất to.
giá rẻ quá mà thấy có vẻ muốn bán. Bác nào mà quất thịt cái này hay tôi to lại không chở được. Cái ổi này rất là duyên các bạn, nhỏ nhỏ nó rất là duyên. Giá mà cái thân của nó thẳng như thân tùng thì đánh dáng tùng gì đẹp. Thôi, coi gốc nó cũng bay rồi. Gốc đã bay. Đây các bạn. Lộ cái bệ ra thì đẹp này. Đấy, có bệ đấy. Rồi.